Vâng, xin được chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Vietjet Bãi TB nhé. Thì theo như lời hứa thì hôm nay ngày 21 em lên sóng cho các bác là một lô lồi cơm. Với dung tích lồi cơm này là dung tích 1.8 lít các bác nhé. Toàn hôm nay lên toàn 1.8 lít hết. Đấy, hàng thì có con đẹp con xấu, giá cả như thế nào thì em sẽ báo giá cho các bác xem để có thể bác có thể lựa cho mình những sản phẩm nó tốt nhất. Đấy, còn đây cho các bác tham quan một chút. Đấy thì hàng VIP mấy hàng lên tên thì em cũng có rất nhiều. Đấy, này nó lít 8 này bác. Rất nhiều các loại bác nhá. Chung kỳ để nói thì hàng nào ấy thôi cũng có con đẹp con xấu. Đấy, các bác cũng có thể gọi là tham khảo. Đấy, ok bác nhá. Này dù gì dù si rồi này toàn 1 lít hết này. Rất nhiều hàng, dòng này là dòng nó là 1.8 này, Tiger thông tin các thứ. Rất là ok bác nhé, rất là nhiều hàng đẹp để cho các bác tha hồ các bác lựa chọn cho mình những sản phẩm nó tốt nhất nhé. Đấy, ok bác nhé, các bác cần những cái dòng gì thì các bác cứ kết bạn Zalo. Em sẽ gửi ảnh cho bác xem nó thực tế nhé. Đấy. Ok các bác nhé, để vào vấn đề chính luôn. Đấy, nó lên cho các bác một em đầu tiên là em dòng Sanzo mật quỷ. Bác nào mà cảm thấy ok thì các bác đừng quên cho em xin một like cũng như một nút đăng ký kênh nhé. Tất cả sản phẩm bên em vẫn có bảo hành cho bác là 2 tháng sử dụng. Thì đầu tiên là một em Sanzo mật quỷ, em này nói chung là mất một cái viền như này. Đấy, xả cho các bác luôn. Về các bác có thể là trải nghiệm những dòng lít 8. Nói chung bác nào mà chỉ cần nấu cơm ngon thôi, còn nó không cần hình thức điện đóm thì ok, hàng nguyên bản. Em này đời 2007 các bác này. Đấy, thì cái nhược điểm của nó là như vậy. Đấy, thông báo luôn cho các bác biết nhé, không có bể vỡ gì đâu. Đấy, có cái này nó to quá nên nó đặt vào đây nó cồng cành một chút. Đấy. Cho bác xem ruột rong. Rong của nó thì cũng hơi vàng một chút nhưng đặc biệt nó không có xì xọt gì. Đấy, bao xì cho các bác nhé. Rong đây. Đấy, cái dòng này áp suất nó rất là lớn. Nó xấu một chút nhưng giá cả được cái là dùng tru trích là 1.8 bác nhé. Bác lưu ở đây. Dùng tích là 1.8. Đây học trong này cũng rất là đẹp luôn. Không có mục lát. Bán giá cho bác về gọi là nấu cơm ngon thôi này. Còn nói chung là đẹp thì sự em bảo là con này nó không được đẹp lắm. Lòng núng nó cũng tương đối giờ ok. Con này. Đấy bác nhá, lòng cũng tương đối ok luôn. Đấy, một điểm trong cám nhỏ nhỏ thôi. Đấy, đi xoang thì rất là dày luôn. Xoang 7 lớp này. Cắm điện cho các bác. Vẫn nấu cơm bị hoạt động bình thường, có cái là nó mất một cái led này bác nhá, nó mất cái chỗ ốp của con này. Đấy, ông lưu ý, chả ảnh hưởng gì cả, bác nào chỉ cần nấu cơm là được, sử dụng những dòng này là rất là khá này. Ok bác nhá, thì với cái dung tích 1.8 vì nó rất là nặng, thì thành thật là trước hết thì xin lỗi các bác là em chưa không nói trước. Thì tất cả mọi sản phẩm này các bác vui lòng, các bác cọc cho em tối thiểu là 100k bác nhá, tối thiểu là 100k. Đây, bác nào chuyển khoản tất thì em bao ship, không thì các bác cọc cho em là 100k. Ok bác nhé, bằng thẻ điện thoại cũng được. Đấy, mã số 1, video ngày 21. Vì cái này nó dung tích 1.8 lít. Vì cái cước phí của nó rất là lớn. Thì tất cả bên em chỉ bao cho các bác là 50.000. Còn các bác trong miền Nam phải hết 80-90.000 tiền ship. Đấy. Thì cứ các bác vui lòng cọc cho em là 100k. Mã số 1 bác nhé. Video của ngày 21 này. Lên cho bạn này với giá là 1,7 triệu này. 1,7 triệu cho một em dòng Sanzo bác nhá. Em này chung là tổng quan nó chỉ mất một nét thôi. Ruột choang là ba các bác là ok, ngon này. Không được ruột lắm nhưng mà cũng tương đối rồi. Một em Toshiba bác này, quắc của nó bị là một vết đen luôn này. Đấy, bác lý rồi em nhá. Đấy, còn điện đóm vẫn lên hoạt động bình thường. Nó đang màn hình nó đang bị một điểm đen. Em này thì thân bọc nhựa này, dòng rất cổ rồi. Đời 2006 bác nhé. 2003. Với công suất này là muốn rất là 1.300W này. 1.300 này. Vỏ ngoài thế này bị vỡ chút nhé. Nhưng đặc biệt là ruột rong của nó em bao bác là led căng. Đây bác nhìn này. Cái rong của nó này xanh ngắt luôn. Bên ngoài thì nói chung là nó do thời gian thì nó bị hơi xấu một chút. Đấy, nhưng đặc biệt là vẫn là hoạt động bình thường. Sản phẩm vẫn cứ bảo hành cho bác là 2 tháng. Ruồng tuyệt vời luôn. Bằng Toshiba, xoang rất là dày và lạo này. Đấy. Lòng thật sự bác không vết châm cám nào luôn. Đấy, cái lòng nó rất là đẹp bác nhé. Đây mà, lòng nó tuyệt vời luôn. Rất là mới luôn. Không vết châm cám nào. Hãng Toshiba bác nhé.
Thì với mã số 2 này, các anh cắm điện cho bác xem này. Đấy, đây bác nhá. Số mã vẫn đền bình thường bác nhá. Đấy, số mã vẫn đền bình thường. Đấy. Đấy, các bác có thể nhìn rõ. Mọi chức năng hoạt động hết thôi nhé, không ảnh hưởng gì cả. Đấy, bác nào mà sử dụng em này cho tầm 1-2 năm hay là 4-5 năm thì cũng thẫn vẫn thoải mái. Đấy, em này vỏ ngoài cái đó như vậy nhé. Đấy, các bác có thể gọi tự thẩm lên cho bác em này với mã số 2 này, 1.500.000. Ok bác nhé, 1.500.000 mã số 2. Với dung tích cái này đều là 1.8 hết bác nhé, bác lý hộ em. Lên cho bác của em Na này, Na van dài bác nhé, 4 bức lốp IH 1.8 đây. Thành bác thì tương đối là đẹp, đời 2006 bác nhé. 2006 em này thì được cái ruột kéo lại, ruột nó rất mới luôn. Thật sự bác, cái ruột cái này của nó bác đi mua thôi, eo em không quá nào có thể đi mua được đâu, được cái độc cái ruột rời ra ngoài nó lét như này rồi. Thật sự bác, không ai người ta bán cho bác các bác. Đây bác này, cái lòng của nó em đảm bảo là không một vết xước nào luôn, gần như nó mượt luôn rồi, gần như thế. Đố bác là tìm một vết xước nào em biếu không các bác luôn, cái lòng của cái lồi này một vết xước nhỏ, cái tóc nó cũng không có. Đi xoòng nó nhìn nó nét căng luôn, rất là mới nhỉ, rất là tiếc. Đấy, bên ngoài thì cũng rất là ok, cái này nó không được mượt lắm, cái doang nó không mượt lắm này. Đấy, thế này nó rất là ấy rồi, gọi nó không đẹp và không xấu bác nhé, không đẹp không xấu. Chỗ này có hơi có cáo cơm này, về các bác lau chùi và vệ sinh cho em nhé. Đấy, còn tương đối là đẹp luôn. Đấy, doang đảm bảo các bác là không bị rách rời. Em này được cái lòng lồi kéo lại bác nhé, rất là nét luôn. Đấy, một em 4 bức lốp IH nhé, của hãng Nasino. Chức năng hoạt động ok bình thường các bác nhé. Ok bác nhé. Tiếp theo là lên cho bác em này với giá là 1.850.000 bác nhé. Mã số 3 này, 1.850.000. Bác nào thỉnh thoảng 100 thì em 3 ship. Các bác vui lòng cứ cọc cho em tối thiểu là 100.000 nhé. Lên cho bác một em Juicy đĩa bay này, Juicy đĩa bay bác này. Em này thì đời bao nhiêu này? Đời 2014 bác nhé. Dòng Juicy ca tần áo suất bi đĩa bay. Đấy, chung cái thành vách bên ngoài cũng tương đối là led, không vấn đề gì. Đấy, em này doang đây bác này, tương đối là xanh luôn. Doan tương đối là xanh bác nhé. Đấy, mọi chiếc không bị sơn, không bị bong chóc gì cả. Ca tần áp suất bi. Đây, lòng xoan thì cũng có một hai điểm nó hơi lang thoáng thôi nhá. Loáng thoáng một ít chấm cám rất là bé thôi. Đấy, không đáng kể đâu nhá. Gọi là không đáng kể đâu. Đấy, xoan rất là đẹp luôn. Ok bác nhé, điện cho các bác. Em này thì nó không có nhạc bác nhé, nó không có tổ chi tia này. Đấy, dòng đĩa bay thì nó chức năng lỗ cơm cháy bác nhé. Đấy, cơm cháy nó đến 66-67 phút. Đấy, 6-7 phút bác nhé. Đầu chức năng hoạt động bình thường, nó không có bật nhạc, không có nhạc thôi. Tiếp theo là mã số 4 bác nhé. Mã số 4 lên cho bác em này với giá là 2,2 triệu này. Một em Juicy đĩa bay này, với giá chỉ 2,2 triệu thôi. Anh lên tiếp cho bác một em Fana bác nhé, Fana van tròn.
dung tích tổng đều là 1,8 lít hết các bác lưu ý hộ em. Và quên cho bác nhé, duy nhất là có một em 1,5 lít đời 2009. Đấy, chỗ này hơi cấn chút bác nhé. Đấy, thực sự là cũng không để ý. Đấy, bác nào lấy thì em lắn ra cho. Nó rất là đơn giản thôi, nó không liên quan đến điện đóm. Đây em này xoang đây, ngoài xoang trắng gương này, rất là đẹp luôn. Đấy, đây lòng nó bác nhỉ, rất là lét bác nhỉ. Nói chung cái lòng nó tuyệt vời luôn, sạch sẽ đẹp đẽ, lòng ok luôn. Đấy, nhưng mà không thể đẹp bằng em vừa lãi được. Nhưng em này cũng gọi là em kia 10 thì em lại phải 8 bác nhỉ. Đấy, rất nét luôn, xoang ngoài xoang trắng gương, sạch sẽ. Đây ruộng đây, tương đối ok này. Ruộng thế này rất là nét đấy nhỉ. Thì những cái dung tích 1,8 lít này các bác có thể nấu ăn cho nhà khoảng 6-7 người ăn thôi nhé. 6-7 người ăn. Chung cái dòng này là dòng to nhất của Nhật rồi. Tiếp theo là mã số 5 bác này. Số 5 này thì bác em này với giá là 1,8 triệu này. Ok bác nhé, 1,8 triệu. Tiếp một em Yuji Yoshi. Dòng Yuji Shigo cao tần áp suất bi. Em này đời 2011 2011 đấy. Đấy, thành vách tương đối nét này. Đấy, dòng này áp suất rất là lớn bác nhé. Đấy, ruộng đây tương đối là ok luôn, rất là sạch sẽ luôn. Đấy, đảm bảo là xì xoạt nó không có xì các bác nhé. Bao xì cho các bác. Lòng xoang đây gọi là cũng lắc đắc một hai điểm châm cáo, nó rất là bé thôi, không đáng kể. À, này lên rất nhiều lít 8 cho các bác nhé. Đấy, xoang đấy đi xoang cũng quá chảy một chút nhưng mà không ảnh hưởng gì. Tiếp theo là mã số này là mã số này, cắm điện cho các bác. Dạ. Chứ lòng động ok. Tiếp theo là mã số 6 bác này. Nên cho bác em là với ta 1,9 triệu nhé. 1,9 triệu mã số 6. Một em Mitsubishi vuông. Đấy. Thì dòng này bác nào mà nhà bác ăn nấu cơm ở bàn hay ăn cơm ở bàn luôn thì các bác sử dụng dòng này rất hợp lý này. Dòng này em bao bác là cơm ngon nhé. Trước em bán cho các bác rất nhiều cái loại này rồi. Em này từ đời 2012. Đấy, Mitsubishi vuông, dung tích là 1,8 lít. Cái chỗ này là cái bẩn đó nhá. Đây lau là hết thôi, đảm bảo bác là hết này. Đấy, em này sẽ xoang thế nào. Xoang thì cũng bị lác đác một hai điểm xâm cám nhưng mà sự bác nó không đáng kể thôi. Không đáng kể thôi bác nhá. Đấy. Đi xoang thì cũng tương đối sạch sẽ. Ruộng thì xanh luôn này, nhưng chỗ này nó hơi mục chút. Ruộng thì xanh nhưng chỗ này hơi mục chút. Đấy, bác nào về không thích bác tháo hộ em ra. Đấy, bác nhỉ. Đấy là ok luôn. À, cái này không tháo được các bác nhé. Đấy, bác nào bác chấp nhận, nó bị mục như này thôi, chấp nhận. Đấy, ruộng này. Đấy. Ruộng tương đối ok. Mất mỗi cái chỗ là lắp hút hơi này thì nó hơi bị mục một chút. Nào mà cảm thấy nó không quan trọng về vấn đề đấy thì các bác có thể ủng hộ em. Đấy, các bác đã xem kênh của Việt Triệt Bãi mà cảm thấy ok thì các bác cho em xin một like cũng như một nút đăng ký kênh các bác nhé. Còn chi tiết về sản phẩm hay các bác có yêu cầu mua hàng thì các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127. Mọi chức năng của em này hoạt động ok hết, các bác yên tâm. Thì em này cái nhược điểm của nó thì nói chung là cái hốc hơi nó hơi bị một chút thôi nhé. Tiếp theo lên cho bác là mã số 7 này. Lên cho bác em này với giá là 1,6 triệu thôi. Ok bác nhá, 1,6 triệu một em Mitsubishi. Đấy, lít 8. Giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác có thể là chọn cho mình những sản phẩm mà nó hợp với túi tiền. Hợp với cái tiền nào của đó các bác nhá. Một em Yuji Yoshi, dòng Yoshi cao tần đời 2017 bằng 2017 bác nhá. Cái tổng quan bên ngoài em này cũng tương đối rất là lét luôn. Nét cao 2017 luôn. Đấy. Ok các bác nhé. Nói chung là tổng quan bên ngoài là rất là luôn. Cái ruộng đây này. Ruộng khá là xanh này. Ruộng khá là xanh các bác nhé. Rất là đẹp luôn.
Đấy, xoàng khá là xanh, rất là đẹp. Đấy, xoàng và xoàng palatium ấy nhé. Đấy, xoàng palatium lòng xoàng thì cũng bị hơi vết châm cám mà này, hơi vết châm cám một chút ở đây nhá. Đấy, không đáng kể. Xoàng palatium tương đối sạch sẽ. Gọi là cũng một hai điểm nó gọi là hơi sức nhẹ thôi. Đấy, em này thì nhập về thì nó cũng không có chui cái này, thôi cũng chẳng cứ kệ thôi. Có thế nào thì bán cho bác như thế nhé. Đấy, mọi chiếc lăng nó bình thường hết. Một em tiếp theo là mã số 8 bác nhé, số 8. Đây cho bác em này với giá là 1,750. 1.750.000 bác nhé. Lên tiếp cho bác của em Hitachi, dung tích là 1.8 L. Em này thì đời 2012 bác nhé. Dòng Hitachi cao tần áp suất bi đây. Dung tích 1.8 L. Chỗ này mà trên nó hơi chảy một chút bác nhé. Gọi là hơi chảy một chút chỗ này. Đặc biệt là được cái là ruột gioăng của nó thì ok rồi bác này. Gioăng của nó là rất là mới bác nhé. Ruột gioăng thì tuyệt vời luôn, mới cứng. Dung tích 1.8 L rất là to. Đấy, đi xoàng là sạch sẽ luôn nhé. Đi xoàng sạch sẽ. Đây, lòng xoàng rất là ok luôn, rất là nét luôn. Đấy, lòng xoàng rất là nét luôn. Đấy, lòng xoàng rất nét luôn nhé. Tuyệt vời luôn. Nấu cơm thông thường của nó là 47 phút thôi nhé. Gạo trắng nấu cơm thông thường là 47 phút. Chức lòng đã ok, các bàn phím bấm rất là nhạy. Tiếp theo lên cho bác mã số này là mã số 9 này. 9 bác nhé. Đấy, lên cho bạn em này với giá là 1.900.000. 1.900.000 bác nhé. Chung là rất là đẹp luôn. Đấy, mã số 9. Mã số 10 bác nhé. Một em Panasonic van tròn tiếp đây. Van tròn tiếp đời 2009. Nói chung là bên ngoài thì nói chung nó không được luột lắm, một hai điểm sức nhẹ. Cho màn hình nó cũng hơi cấn một chút bác nhé. Hơi cấn một chút. Đấy, thì trên live em thông báo cho các bác rất là rõ, nên các bác cứ chịu xóa thử xem thật kỹ một chút là sản phẩm nó có như này, giá cả nó như này, rách rời như nào, em trên live em thông báo luôn cho các bác rồi, tránh cái tình trạng là các bác nhận hàng không là không ưng ý, đâm ra nó vừa mất thời gian vừa mất tiền của. Lòng xong thì ok rồi này, lòng xong tương đối led này nha. Xoàng ngoài xoàng trắng gương. Ok các bác. Tiếp theo là mã số này là mã số 10 bác nhé. Cái này cắm điện làm hơi lâu một chút. Đấy. Mã số 10. Đây các bác em này với ta 1.6 triệu. 1.600.000 bác. Vâng, một em Mitsubishi bác nhé, Mitsubishi 1.8 L này. Em này thì đời 2007, 2007 bác nhé. Thành vách thì em này được cái là luật luôn, rất sạch sẽ, mới rồi nhé. 2007 Mitsubishi màn hình xanh. Đấy, nó chôn được cái doang này, tương đối ok luôn. Doang thì tương đối led này. Bác nào mà lấy cái dòng này về này. Là mình nấu gạo lứt rất là tốt đi. Gạo lứt rất là tốt bác nhé. Cái dòng này nó chuyên nấu ở da nấu gạo lứt. Xoàng thì đẹp bác nhé. Nít xoàng rất là mượt luôn. Đèn xì luôn.
lòng son thì có một hai điểm sức móng tay thôi, một hai điểm sức móng tay rất là bé thôi. Đấy. Ok bác nha, cắm điện cho bác. Chức năng hoạt động điện bình thường, hàng nguyên bản luôn bác nhé, đảm bảo các bác là hàng nguyên bản. Còn tiếp theo lên cho bác mã này, này là mã số 11 bác nhé, số 11 ạ. Nên cho bạn em với giá là 1,4 triệu bác nhé. 1,4 triệu. Ok các bác. Em na bác này. Quang màn hình nó bị thâm thâm bác nhé. Màn hình hơi thâm một chút. Đấy, nhiều điện đóm vẫn ok con này. Em này thì đời 2002 bác nhé. 2002. Là cổ đây. Em này được cái son tương đối đẹp. Đi son quá trời một chút. Không đáng kể. Mức độ màn hình thôi, màn hình nó hơi thơm một chút đấy nhá. Lòng son thì đẹp này. Lòng son thì led căng luôn. Rất là led. Em này mất cái quát của nó hơi ấy tí. Màn hình của nó hơi thâm. Đây gioăng của nó cũng gọi là hơi thâm một chút này. Đặc biệt là rất là mềm luôn. Dòng này nó một nó lâu. Đấy người ta sử dụng nhiều. Hai là người ta lốp gạo lứt. Cắm điện cho bác xem để xem màn hình của nó led. Đây. Màn hình vẫn hiện lên bình thường, không vấn đề gì cả. Đấy, vẫn 48 phút lâu cơm gạo trắng thông thường. Đấy các bác nhé, vẫn nó bình thường, chẳng vấn đề gì cả. Thì có như nào em sẽ thông báo lên cho các bác biết rồi. Tiếp theo là mã số này là mã số 12 này. 12 nên các bác em là 1,3 triệu bác nhé. 1,3 triệu mã số 12. 1,8. Giá cả cực kỳ là dễ chịu cho các bác có thể lựa chọn cho mình. Một em Juji Juicy. Hai em này thì NP gạch ngang VL 118 này, đời 2014. Thải vát thì rất là đẹp rồi. Gioăng tương đối ok. Đấy. Gioăng tương đối khá các bác nhé. Đây. Xoang mới rất là mới luôn. Lòng xoang rất là nét. Gọi là nó không được mượt nhưng mà đặc biệt là không có chấm cám bác nhé. Mượt hai điểm sức chân chim thôi. Rất là bé thôi này. Đấy. 1,8 L rất là đẹp. Gọi là không được đẹp lắm nhưng mà được trong phạm vi là phạm vi cho phép bác nhé. Chức năng hoạt động bình thường. Ok các bác nhé, tiếp theo là mã số này là mã số 11, số 12, 13, số 13 bác nhé. Số 13 lên cho bác em với giá 1,7 triệu này. 1,7 triệu bác nhé. Mã số 13 của em Juji Juicy 1,8 này. Rất là sắc nét luôn. Lên cho bác của em rất là mới đây. Bác nói nhanh chân nhanh tay thì bác sử dụng cái em này rất là đẹp luôn. Em tay gơ dòng tay gơ 1,8 cơm cháy. Nói chung là cái bên ngoài của nó thì gần như là xuất sắc rồi bác này. Rất là đẹp luôn. Đấy, rất là mới rồi nhé. Đời 2006 này. Nhưng mà em này nó gần như là nó quên dùng thôi. Đấy, thì nó được đẹp như này bác nhé. Còn nếu nó dùng thì không được đẹp này đâu. Ui giời, đấy. Đấy nhé. Đấy, dòng vào này, đấy, dòng này lắp rời luôn anh, dòng này vào này, gần như mới luôn, đấy, và đặc biệt là cái này lắp là được nó rời ra được, đấy. Thiết kế rất là độc đáo, là dòng phụ luôn anh, là dòng phụ là mới toanh luôn, rất là đẹp. Đi xoàng sang trắng gương, ấy. Lòng xoàng thì đây bác này, xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn, xong ngoài trang gương có quay cầm trông nóng, rất là đẹp luôn đấy. Lòng xong lét cặp luôn, rất là mơ luôn.
mọi chuyện là hoạt động bình thường. Cái này mình chưa lấy giờ được thì nó ấy nhá, mình chưa lấy giờ được thì nó vẫn cứ nhấp nháy nháy. Đấy, mình lấy giờ rồi thì nó không nhấp nháy nữa các bác. Dòng này nấu cơm nó không hiện thời gian nấu đâu, các bác lưu ý hộ em. Nó chỉ hiện về giữa và về cuối. Tiếp theo là mã số này là mã số 4 thôi này. Lên cho bác em là với giá là 2,1 triệu ấy. 2,1 triệu, rất là đẹp luôn, gần như là hàng mới luôn, hàng xài lướt nhé. Ok các bác. Số 14. Mã số 15, một em Sanzo hạt xoài đây. Em này trong quy để nói thì vệ sinh đi là sạch sẽ ngay. Em này thì đời 2010 bác nhé. 2010 Sanzo hạt xoài. Chỗ này hơi bị sức chút này. Chỗ này hơi bị sức do vận chuyển. Đấy, có thể em bán cho các bác như thế. Em này thì được cái là ruộng cũng tương đối là ok rồi. Đấy, nói chung là nó không rách rời thôi, còn nói chung là nó xanh thì không được xanh. Đấy, mình xin thông báo rõ các bác thế nha. Thế ok thì nó cũng rất nhiều loại ok. Ok là không rách rời hay là ok đẹp. Đấy. Đặc biệt là đây, các bác xem lại ruộng nha. Đấy, rất nhiều bác thích những dòng xoài này. Đấy, cái hốc trong này thì rất là đẹp rồi, không có mục lát, rất là lặng luôn. Xoong của nó thì dòng xoong đồng, đặc biệt là không có chấm cám nhưng mà nó lại bị như kiểu là nhiều vết thâm. Đấy, nhiều vết thâm bác nhá. Nó loang loang lổ lổ đàn. Đấy, rất trông rất là ngứa mắt. Đấy, đặc biệt là chấm cám thì nó không gọi là có nhưng rất là ít thôi. Đấy, đi xoong thì cũng có bị cháy bác nhá. Bác không quan trọng về hình thức thì bác lấy sử dụng em này. Nấu cơm thì nó được cái lòng này nó giữ nhiệt được rất lâu. Chức năng hoạt động ok các bác nhé. Thì thực sự bây giờ thời gian nó đang buổi về buổi chiều rồi, giờ em đang làm video nó tầm hơn 6 giờ rồi. Trời đang về tối rất nhanh. Thì khả năng từ mã này đi nữa thì em không tắt điện bác nhé, cho nó nhanh để cho bác xem cũng đỡ sốt ruột. Tiếp theo là mã số này là mã số 15 này. Mã số 15 lên cho bác em này với giá là 1,5 triệu bác nhé. 1,5 triệu. Rất rẻ luôn. Em này đấy, các bác có thể quan tâm. Từ mã này đi rồi em không tắt điện nhé. Một em Toshiba và Toshiba cao tần. Em này đời 2011 vậy nhé. Cái thành vách đẹp không bị bể vỡ đâu. 2011. Nói chung là dòng tô hút nhé. Dòng tô hút rất là đẹp luôn. Nhắc đến dòng tô thì bác nhớ ngay đến dòng mà nó săn cơm đấy. Dòng săn cơm. Ruộng này xanh ngắt luôn này. Sự bác không còn gì là xanh hơn nữa nhé. Tuyệt vời luôn, dòng tô hút rất là đẹp. Tuyệt vời. Xoong của nó rất không chê được rồi. Này, đi xoong này rất là dày luôn. Xoong gần hai đáy thôi nhá. Lòng thì lòng xoong trơn rồi. Dòng tô hút này chỉ có xoong trơn này thôi. Đấy, lòng xoong thì ok luôn. Đấy, tương đối là nét này. À, tiếp theo là mã số này là mã số 16 thôi. Mã số 16 lên cho bác em này bây giờ là 2,7 triệu. 2,7 triệu một em dung tích 1.8 của bác Lý hộ em nhé. Với giá là 2,7 triệu. Bao bác là nét căng luôn. Cơm ngon. Đấy, ok các bác nhé. Em Juji Juicy. Em này đây chắc 2017 đây. 2016 bác nhé. 2016 NP gạch ngang VQ18 là mã sản phẩm của nó. Thành vách em bao bác là nét căng, không chảy xước này. Chỉ xem ruột ruộng thôi. Em này ruộng xanh ngắt rồi. Đấy, ruộng xanh ngắt nhé. Tuyệt vời luôn. Đi xoong rất đẹp luôn. Lòng xoong tuyệt đối rất ok. Lòng xoong ba bác là không chấm cám gì nhé. Tuyệt vời luôn. Đấy, 2017 em này có cái mui bác nhé. Đấy, tiếp theo là mã số này là mã số 13, 14, 15, 16, 16, 17 này. Đây bác em là với giá là 2 triệu bác nhé. Với giá là 2 triệu mã số 17. Một em
em Panasonic van dài đó nha. Em này dòng cao tần phun sương bù ẩm nấu cơm cháy đây. Đấy 2017. Đấy, nói chung là thành vách thì tương đối là đẹp. Sơn súng la lô thì cũng quá chảy bác, chảy rất bé thôi, không để ý đâu. Không gọi là lăn tăn tăn một tí thì tí thôi. Em này được cái lòng xoong nó thì hơi ít hơi bẩn này. Đây bác nhá. Cái lòng xoong đó thì lại có vết châm cám này, vết cào này. Rất là tiếc luôn. Đây nhá, 1 2 2 3 đấy. Đâu nó ok. Dòng Pala van dài, dòng cao tần phun sương bù ẩm 1.8L. Gioăng đây. Đấy. Gioăng rất là xanh rồi. Cái này về bác chưa có đánh gì cho em. Đảm bảo bác là sạch sẽ không vấn đề gì cả. Tiếp theo mã số này là mã số 18 bác nhá. Mã số 18 này bác, em này với giá là 1,6 triệu thôi. 1.8L này, lòng của nó thì hơi chấm cá một chút. Thì xin thông báo các bác là rõ ràng là như thế nhá. Một em Zuzi cao tầm tiếp. Đấy. Nay là lên các bác hãng phổ thông, cái dòng Zuzi phổ thông rất là nhiều nhá. Đời 2009 này. 2009. Nói chung là thành vách đẹp. Thành vách đẹp quá nhá. Em này thì ruộng đây. Tương đối là xanh luôn. Rất là xanh bác nhá. Tuyệt vời luôn. Đấy, đi xoong thì sạch sẽ nhá. Đấy, dòng này áp sợi, dòng này nấu cơm là cũng rất là nhiều các bác không được, ít có chê lắm. Đây là cái lòng xoong nó rất là đẹp, nhưng trên cái viền này của nó thì lại bị chày này. Đấy, không biết tôi cọ cái gì hay làm sao hay người ta gõ cái mùi này như này. Đây bác nhá. Đấy, được cái lòng rất đẹp luôn, đảm bảo lòng rất căng. Tiếp theo mã số này là mã số 19 bác nhé. Mã số 19 lên cho bác em này với giá là 1,5 triệu này. 1 triệu rưỡi thôi. Ok các bác. Anh em tiếp cho bác của em Zuzi nữa. Ra đây rất nhiều Zuzi. Em này đời 2012 này. 2012. Đấy, thành vách tổng quan bên ngoài tương đối là đẹp. Đấy. Đây bác nhá, giòn nhá, rất là xanh. Được cái giòn đẹp này. 2012, giòn đẹp. Đây lòng xoong đây bác nhá. Đấy. Tương đối là ok luôn. Một đèn châm cám rất là bé thôi. Đấy. Đèn châm cám rất là bé nhá. Đít xoong thì cũng tương đối. Tiếp theo mã này là mã số 10, mã số 20. Đấy, các bác nhà mà các bác đồng người này phục vụ hết các bác đi 8 nhé. Đấy, các bác có thể giới thiệu với em. Đấy, vì các bác mua của hàng của em rất nhiều rồi, cảm thấy ok ngon lành thì các bác có thể giới thiệu. Tiếp theo là mã số 20 này. Lên cho bạn này với giá là 1.450.000. Ok bác nhé, 1.450.000. Đấy, cứ đẹp là giá sẽ cao, xấu thì giá nó sẽ thấp, nên các bác cứ yên tâm. Tiền nào của đó. Một dòng Sanzo hạt xoài. Em này đời 2009. 2009 bác nhé. Đấy. Dùng thành vách thì tương đối là đẹp. Ruộng này thì tương đối khá luôn. Gần như là ok luôn. Xanh đẹp luôn. Rất là sắc nét cho một em Sanzo xoài 1.8L. Tuyệt vời luôn. Rất là mới. Lòng đồng nhé. Tuyệt vời luôn, vàng chẽ. Duy nhất còn vết châm cám rất là bé thôi này. Không tránh khỏi được. Dòng lít 8 này chung là nó rất ít những em nào mà nó gần như hoàn thiện hết. Lòng vẫn rất mới thôi nhé. Mất đúng một vết châm cám, rất là tiếc. Cái là tiếc luôn. Tiếp theo em này là lên bác mã này là mã số 21 này. Đây thì bác em này với giá là 2,1 triệu ấy. 2,1 triệu mã số 21. Nói chung em này nhược điểm nó trong lòng nó mất mỗi một vết châm cám nhỏ. Đảm bảo các bác là ok, ngon lành cành đào. Hàng tiếp theo lên cho bác của em 1.5L này. Ở nhà bà là các bác mà gọi là tầm 4 người ăn khỏe sử dụng em này rất hợp lý, tuyệt vời luôn. Có khách nữa thì cũng rất là ok. Một em Panasonic 1.5L này. Em này từ đời 2012 các bác này. Nói chung là thành vách là rất là mượt rồi. Đấy, ruộng đây. Nét căng bác nhé. Xanh ngắt luôn. Rất khá luôn bác nhé. Đấy.
rất đẹp. Đấy, ruột ruộng nó rất vừa vặn bác nhé. Đấy. Rất là vừa luôn. Nhà 4-5 người ăn là rất là đẹp. Đây lòng xoong thì cũng có châm cám nhưng rất là bé thôi bác nhé, không đáng kể đâu. Đấy, dùng thoải mái tẹt bô, đi xoong quá chày này. Đấy, đi xoong quá chày bác nhé. Đấy, xin thông báo các bác là như thế. Tiếp theo là mã số này, mã số 22 này. Lên cho bác em là với giá là 1,7 triệu nhé. Đấy, một em dung tích là 1,5 lít. Hàng rất là gọi là vừa vặn để cho các bác có thể dùng. Một em Juicy Juicy cao tần Asset B nữa các bác nhé. Đấy, em này thì thành vách thì cũng rất là đẹp. Mượt đời 2012. Dòng cao tần Asset. Đây các bác nhìn, cái ruộng của nó xanh ngắt luôn. Đấy, ruộng nó tuyệt vời các bác nhé. Rất sắc nét luôn. Rất là khá các bác nhé. Ruộng của nó quá là ok rồi. Đây, cái xoong này, đi xoong đẹp này. Lòng xoong sao thế nào này. Rất bóng luôn, mình không phải trông cán luôn. Đấy, không có trông cán với các gì đó. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo lên cho bác em này với là mã số này là mã số 23 bác nhé. Mã số 23. Đấy, lên cho bác em này với giá là 1.900.000. 1.900.000 bác nhé. Một em Juicy Juicy cao tần áo suất với giá là 1.900.000. Tiếp là một em Bit. Một em Mitsubishi. Em này về cho các bác trải nghiệm này. Lít 1.8 này. Đấy. Đời bao nhiêu đây? Đời 2006 bác nhé. 2006 Mitsubishi. Đấy, em này thì được cái là doang tương đối khá luôn. Đấy. Đây, ruộng rất là đẹp luôn đấy nhỉ. Rất xanh. Đây là vệ sinh thật sự bác nó còn chưa được kỹ càng. Về các bác chưa khó lau chùi cho em nữa là rất là đẹp. 1.8 các bác có thể mua về để trải nghiệm này. Xoong thì cũng ngoài sang trắng gương này. Đấy. Rất là dày luôn. Đấy, lòng xoong đây. Dòng mít này về các bác nấu cơm là dòng này là cơm cũng rất là săn cơm bác nhé. Đây lòng này. Đấy, tương đối khá luôn nhé. Đấy, một vết châm cán, hai vết này, nhỏ nhỏ này. Đấy. Vâng, và tiếp theo là mã số 24 bác nhé. Mã số 24 lên cho bạn em này với giá là 1,4 triệu này. 1,4 triệu bác nhé. Mã số 24. Vâng, và mã cuối cùng trong video của ngày của em ngày hôm nay lên cho bác một em Juicy Juicy Gù. Đấy, dòng MyCC Gù, dòng một dung tích 1.8 này. Em này là đời 2014. Đấy. Nói chung cái tổng quan bên ngoài em này tương đối rất nét luôn này. Đấy. 2014 luôn. Juicy Juicy Gù cao tần Asset B. Đây các bác nhé, cái ruộng này nhá. Tuyệt vời luôn. Đấy, ruộng rất là xanh luôn nhá. Cao tần, đây sơn súng chỗ này cũng rất là ngon, đẹp. Không có bị bong chóc gì. Đấy, cao tần giòn đều nhỉ. Rất là nét luôn, mã là mã cuối cùng. Nhìn chỗ này vẫn rất là mới luôn nhỉ. Rất là mới luôn. Đấy, đít xoàng đây. Đấy, đít xoàng đây các bác. Không bị chảy. Đấy, hơi bẩn một chút về các bác chỉ có lau đèn sạch. Đấy, lòng xoàng tương đối là ok luôn. Lòng xoong tương đối ok luôn. Không có chấm cãi với các gì đâu. Đấy. Và với một em Juicy Juicy Go của hãng Juicy LP-GE18. Tiếp tục vào cuối cùng của em là mã số này là mã số 25 này. Mã số 25 lên cho bác em này với giá là 2.800.000 bác nhé. 2.800.000 trong em Juicy Juicy Go. Đấy, của hãng dòng Go rất là VIP bác nhé. Áp suất rất là lớn. Đấy, thì mọi chi tiết về sản phẩm hay là các bác có nhu cầu mua hàng thì các bác xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Đấy, bên em ship hàng toàn quốc. Với tất cả những sản phẩm này các bác vui lòng cọc cho em tối thiểu là 100k nhé. Các bác nào đã quen biết tin tưởng sản phẩm của shop rồi thì các bác chuyển khoản cho em 100 thì các bác sẽ được miễn phí ship. Ok, cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.